Trong năm 2018 thì chính phủ sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015. Đây là kế hoạch được đề ra theo chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018. Theo đó, trong quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động, chính phủ sẽ quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, dừng việc giao bổ sung biên chế, chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số đã được cấp có thẩm quyền giao. Các cơ quan đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét cắt giảm phù hợp. Trong năm 2018 thì giảm 1,7% biên chế công chức và giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định đồng thời chính phủ sẽ thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoá, ngân sách nhà nước để tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn từ năm 2011 đến 2015.